Để nhá đồng nghiệp mấy coi. Đi gặp anh bạn này, anh cũng chở hàng của bưu điện đó các bạn, mà anh chở gọi là hàng rất là nhiều luôn, nguyên một cái thùng container luôn nè. Mà rủ anh bạn này đua xe với nhau mà anh bạn này ảnh bơ mình quá thằng bạn. Đấy, thiệt là buồn anh bạn này luôn. Đấy, bây giờ anh bạn không đua với mình thì mình tạt đầu anh bạn. Ơi a ơi. Rồi thôi xong rồi. Hey, ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game ETS2 nha các bạn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại để trải nghiệm cho các bạn xem một trong những cái con xe phải gọi là thằng thánh ở Việt Nam luôn. Tại sao gọi là thằng đánh? Tại vì tớ chạy nhiều ở Việt Nam thôi các bạn. Đó là con Hino 500 nha các bạn. Và ngày hôm nay thì mình không có chạy xe bình thường các bạn. Nè các bạn nhìn nè. Đấy. Bưu điện Việt Nam. Xịn chưa? Đây, Việt Nam Boss. Trời ơi. Đó, nếu các bạn nào không biết Việt Nam Boss là cái gì, đó thì các bạn thường ở mỗi xã rồi đấy. Các bạn nào ở quê thì dễ biết, ở xã đó, hoặc là ở huyện nó cũng có, mà ở thành phố nó cũng có, mà ở quận nó cũng có. Đó nó gọi là bưu điện đấy, hay là những cái chỗ mà người ta gửi hàng đi, nhận hàng về rồi đấy. Thì bưu điện này là của Việt Nam, tức là của nhà nước hồi xưa giờ luôn các bạn. Đó, sau này thì bắt đầu mới có giao hàng tiết kiệm mà Viettel Post nè, hay là GNT giao hàng nhanh, nói chung văn văn và văn văn. Đó, nhưng mà không thể nào mà gọi là vượt qua được đỉnh cao của chớp, đó là bưu điện Việt Nam các bạn. Hồi xưa bưu điện Việt Nam mà nó vận chuyển hàng hóa rất là xịn sò, uy tín xưa giờ các bạn. Đó, thì đây, bởi những cái con xe Hino 500 dành cho gọi là bưu điện Việt Nam nha các bạn. Hiện tại thì mình đang ở ngay cái trung tâm thương mại Bình Điền nè các bạn. Hôm nay thì mình cũng chả biết chạy xe này đi đâu luôn. Nên là mình quyết định là mình sẽ có một cái chuyến hành trình để chở hàng. Các bạn tưởng tượng mình đang ở ngay một cái bưu điện nha các bạn. Đó, mình sẽ chở hàng bưu điện này, giao hàng đến khu công nghiệp Sóng Thần. Khu công nghiệp Sóng Thần, nếu các bạn nào không biết thì nó sẽ nằm ở Dĩ An, Bình Dương. Nhưng mà mình không biết là cái khu công nghiệp nó nằm ở đâu, mà nó lại nằm ở cái kế như đâu chợ Thủ Đức. Cái chợ Thủ Đức nó lại nằm ở quận 12 của thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như vậy thì nó kiểu nó gầm, nó nằm kiểu giữa Bình Dương với lại là Thủ Đức hay sao các bạn. Thôi kệ bà nó đi. Quan trọng là bây giờ mà ngày hôm nay mình sẽ trải nghiệm cho các bạn xem lại con Hino 500 cũng như là cái skin đó là bưu điện Việt Nam cho các bạn xem. Và ngoài ra thì cái map mà ngày hôm nay mình trải nghiệm nó cũng là bản đồ Việt Nam, nó hay gọi là bản đồ thành phố Hồ Chí Minh, hay gọi là Đông Nam Bộ đấy. Thì tất cả các bản map mà ngày hôm nay mình trải nghiệm, thì các bạn nào muốn trải nghiệm giống mình thì các bạn hãy truy cập lên trang web đó là shop.tải.mod.com. Tại đây các bạn có thể là mua được bản đồ Việt Nam nói chung rất là nhiều, hay là kể cả xe tải Hino 500 mình chạy, cũng như là xe khách rồi xe tải khác, mọi thứ nhiều, nói chung nhiều cái trên này đó các bạn. Thích cái nào lên mua cái đó, ủng hộ mình. Rồi, thôi không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu chuyến hành trình luôn nha các bạn. Hôm nay là dạo khắp thành phố Hồ Chí Minh, dạo khắp Sài Gòn. Đấy, lang thang Sài Gòn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đề máy lên nè. Chìa khóa nằm đâu trời? Chắc như vô lăng quá. Ở đây này là chìa khóa rồi các bạn. Đó, tắt nè. Đề nè. Đề rồi nè. Dặn chìa khóa được các thứ. Rồi thắng tay đâu? Tay nằm đâu ta? Ở đây. Ồ, thắng tay nè. Kéo lên nè. Hạ thắng tay nè. Kéo thắng tay nè. Hạ thắng tay nè. Đó. Hồi chắc sức mẹ cái thắng tay ra ngoài luôn quá. Xe này vẫn còn là thắng tay cơ nha các bạn. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình cho các bạn sẽ chạy ra khỏi chợ khu trung tâm thương mại Bình Điền vậy nè. Cái này không biết phải gọi là chợ Bình Điền không ta. Trong này không có xe nào chân ấy. Giờ mình chạy ra. Con này thì các bạn thấy cái mặt ca lăng phía trước là mình ốp màu sơn luôn nha các bạn. Đó, quay đèn nhanh chớp chớp đẹp không. Đấy. Ủa con này biển số 69 là đâu ta? 69 là đâu tôi không biết luôn ấy. Gắn biển số tôi không biết ở đâu luôn. Rồi đây là phía sau rồi các bạn, có logo của VNBoss nè. Ui, xe
xem clip của tôi nãy giờ mà đã ấn cho tôi xin một like chưa? Nếu mà chưa thì hãy xuống phía dưới cho tôi xin một like nha. À, và đừng quên ấn nút đăng ký nữa các bạn, cái nút đăng ký màu đỏ đó, ấn vào để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và có một cái chuông kế bên nữa, các bạn hãy ấn vào cái chuông đó để nhận được những cái thông báo video mới nhất của mình. Còn bây giờ coi clip tiếp thôi. Bên hông thì nói chung cái mẫu mà skin này nó là độc quyền, gọi là nhìn cái là biết Việt Nam Post luôn các bạn. Hồi xưa thì Vietnam Post này nói chung là vận chuyển thư tín hay là vận chuyển nói chung là hồi xưa thì nó không có vận chuyển hàng nhiều như bây giờ, đó là hồi xưa người ta gửi thư hay là chuyển báo này nọ đấy các bạn, nói chung là đụng tới giấy tờ là nhiều. Nhưng mà sau này thì xã hội ngày càng phát triển thì nó mở thêm dịch vụ vận chuyển hàng đó, nhưng mà các bạn nào muốn vận chuyển hàng qua nước ngoài thì cũng phải gửi Viettel Post này thôi. Rồi coi có xe không, chạy ra mấy ông ơi. Cái đường này đường gì tôi quên rồi ta. Đường này là ở cầu Nguyễn Văn Linh chạy vô nè mấy ông. Nó có hai lên đường nè, cái lên ở ngoài và cái lên ở trong. Rồi ok. Ủa từ. Để tôi coi đường đi coi. Tắt cái GPS ra đi. Bây giờ là mình sẽ chạy lên cái thành phố Thuận An. Khu công nghiệp Sóng Thần nó nằm đâu đây nè mấy ông. Nằm ngay đây nè. Rồi ok. Chỗ này là chợ chợ cái gì? Chợ đầu mối Thủ Đức ấy. Trong này là bến xe miền Đông nè. Nó nằm khúc khúc đó đấy, nhưng mà tôi cũng chả nhớ là chính xác là chỗ nào, nhưng mà tôi nghe nói là khu công nghiệp Sóng Thần thì nó nằm ở Dĩ An của Bình Dương. Đấy, nhưng mà cái khúc đó thì nó còn lại nằm ở còn ở Thủ Đức mà ta. Tôi cũng biết nữa, hay là cái cổng ở Thủ Đức. Thôi kệ bà đi. Này cho các bạn đi Sài Gòn cho biết. Cái đoạn này là có thể là như là ra khỏi ngoại ô của thành phố luôn các bạn. Nó vẫn thuộc thành phố Hồ Chí Minh nha, nhưng mà nó ngoài ngoại ô. À, như vậy là đường này là đường Nguyễn Văn Linh luôn nha các bạn. Đó, trạm thu phí Nguyễn Văn Linh nè. Đó. Ủa mình đi cái lane này được đúng không? Đúng rồi. Cái lane này là cái lane làn thu phí tự động, hay còn gọi là làn thu telepath. Tức là những cái chiếc xe nào mà nó có dán những cái thẻ airbag ấy thì nó sẽ được đi qua cái làn này. Nó có cái camera để nó quét cái mã các bạn. Thường cái miếng dán nó sẽ dán trên cái kính chắn gió hoặc là trên cái đèn pha ấy các bạn. Đa số bây giờ là người ta đều dán cái đó hết rồi để đi qua những cái trạm thu phí, nó nhanh hơn, nó thuận tiện hơn, không còn dừng nữa các bạn, rất là tiện lợi luôn ấy. Bây giờ mình không biết là có dán có tốn tiền không nha, chứ hồi xưa lúc mà mới ra của Viettel ấy là tôi dán miễn phí luôn mấy ông đó, dán miễn phí nhưng mà xài thì phải nạp tiền vô trước. Rồi chúng ta đang lên cầu Cần Giuộc. Đây là những cái khung cảnh rất là quen thuộc nếu mà bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh luôn đó. Còn tôi ở miền Tây, tôi có đi những cái đường này đâu mà tôi biết, nên là ông nào biết thì cứ biết đi nha. Tôi không biết nên có gì tôi nói sai mấy ông đừng có comment chửi tôi. Cái đường này nó cũng đi đến cái cái gì ta, cái cảng Cát Lái đây mà. Khu này nói chung là những cái nó gọi là ngoại ô của thành phố Hồ Chí Minh rồi, nên là khu công nghiệp nè, hay là những cái cảng biển nè, nói chung rất là nhiều. Này tôi không biết là nó có ra tới quận 9 đâu chưa ha. Chứ quận 9 là nó ở ngoài ngoại ô của Sài Gòn đấy, nhưng mà nó vẫn thuộc thành phố Hồ Chí Minh nha mấy ông. Ở giữa có cái bờ hồ đó nè. Chiều ra đây câu cá cũng ok đấy. Cái đoạn này thì hiện tại thì nó có hai cái lane đường, mà các bạn thấy cái lane mình đang chạy nó cho phép là 60 km/h. Các bạn thấy con gà của mình ha. Bây giờ mình đánh lắc gì nè, nó lắc theo luôn. Chạy hồi lắc hồi gớt mẹ con gà ra ngoài luôn đi à. Đây là khu gì, Phú Mỹ Hưng. Uầy, quẹo trái là về quận 8, quẹo phải là về quận 5. Vượt mẹ đèn đỏ luôn rồi. Đèn đèn xanh rồi. Đi. Hên quá chưa có bị phạt.
Ui, cái mình cũng là một chiếc xe đồng nghiệp của mình nè các bạn. Ui, mà nó chở còn nhiều hơn mình nữa các bạn, nó chở nguyên chiếc xe đầu kéo luôn. Nay gặp đồng nghiệp nha các bạn ơi. Mà sao đồng nghiệp chạy nhanh vậy? Đợi tôi với. Nè, lên nè các bạn. Giờ lên kịp rồi nè. Đó, bữa nay gọi là lái xe cho bưu chính Việt Nam nha các bạn. Đó, chở ba cái hàng hóa của bên bưu điện nè. Đó. Trời ơi, gặp đồng nghiệp nè, giờ đua không bạn ơi? Nè, nó chưa gặp đồng nghiệp nè. Trời ơi, lắc quá. Thôi lên cầu. Ê, trời ơi, cái cầu này, đây là cầu gì đấy? Này như cầu Bình Điền hay sao mấy ông ơi? Trời ơi, cầu nó làm nó lên giữa đường chi, tôi chạy xếp đụng mẹ cái gãy mẹ cái con lương chính giữa rồi. Nè bạn ơi, để nhá đồng nghiệp mấy coi. Ê, đi gặp anh bạn này, anh cũng chở hàng của bưu điện đó các bạn, mà anh chở gọi là hàng rất là nhiều luôn, nguyên một cái thùng container luôn nè. Mà rủ anh bạn này đua xe với nhau mà anh bạn này ảnh bơ mình quá thằng bạn ấy, thiệt là buồn anh bạn này luôn ấy. Bây giờ anh bạn không đua với mình thì mình tạt đầu anh bạn ấy. Rồi xong rồi các bạn ơi, tạt đầu anh bạn xong giờ dính mẹ ở đây luôn rồi, nó đụng lên cái chiếc xe con rồi nữa. Khổ thân chưa. Ok các bạn ơi, như vậy là cái vụ tai nạn của chúng ta đã được xử lý rồi. Mạnh nhà ai nấy về. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục hành trình thôi. Đây là chào trạm thu phí nè ta. Trạm thu phí Nguyễn Nhật Linh. À, cái này khả năng là có những cái trạm thu phí hồi nãy mình đi vào ấy, và cái này là đi ra hay sao các bạn? Rồi sao cái làn giữa này không chạy vô, làm gì kẹt đường ở đây hết rồi mọi người. Nó tôi chạy làn Apex này đi. Đó. Ở phía trước có công an nữa kìa mấy ông ơi. Cái ghê vậy. Hello chú công an. Chú công an đứng ở ngoài. Cái này nó gọi là ngoài trạm thu phí luôn. Rồi bây giờ mình sẽ rẽ phải để ra cái lên ngoài này nhá. Cái lên ngoài đó là cấm xe máy luôn các bạn. Các bạn thấy cái bảng cấm hồi nãy không? Cái gì vậy? Ui, công an trong đó bắt xe rồi các bạn. Không hiểu biết xe đó sao bị bắt luôn. Ê, cái gì vậy? Ui, phạm mất tốc độ các bạn ơi. Đoạn này cho chạy 60 hả? Chú công an đâu mà phạt mình vậy? À trời ơi, chú công an chạy bên kia cũng bắt mình bên này nữa. Ui, đèn đỏ. Tới đây thì các bạn thấy là chúng ta sẽ dừng đèn đỏ nha. Ủa, cái len phía ngoài. À, mỗi cái len ngoài là đèn riêng, còn trong này là đèn riêng nữa nha các bạn. Ở ngoài đang đèn xanh, còn trong này đang đèn đỏ. Thì khi nào ở ngoài chắc khả năng ở ngoài đèn đỏ là trong này đèn xanh đấy. Nó bảo đèn xanh luôn các bạn. Đường 4 lên luôn, chạy tha hồ sung sướng. À, đi thẳng thì chúng ta sẽ lên cầu Phú Mỹ. À, và chúng ta về quận 2 nha các bạn. Rồi đèn xanh là đi. Để lên đến đèn đỏ nửa bây giờ đây nè. Nhanh phải vào đây nha. Ủa, tại vừa nhanh ra nó kêu chuyển len về đường một len thì các bạn phải nồi. Rồi mình quẹo phải luôn. À, như vậy là mình không lên cầu Phú Mỹ 2 đó ta. À, cầu Phú Mỹ về quận 2 à. Rồi mình sẽ lên đường này các bạn. Thì đường này nó sẽ có hai len nữa. Thì cái len nó trong đó đấy, thì cái len đó là dành cho xe con, tức là xe máy rồi này nọ đấy. Đó. Nên là xe lớn mình vô không có lọt đâu. Còn mình xe lớn thì mình chạy ngoài này. Còn mà xe con mà dám mà bước ra ngoài này là công an bắt liền. Này giống cầu vượt quá ta. Chắc đó là cầu vượt đấy các bạn. Ui, ui đằng kia có cái cầu gì bự dữ vậy. Như là cầu Mỹ Thuận luôn kìa các bạn. Ừ. Còn đây cầu gì ta. À, như vậy nãy giờ khả năng là mình đi nãy giờ là đang trên cầu á mấy không. Tôi tưởng đó là cầu vượt đường bình thường thôi. Còn đây mà đang lên, chuẩn bị lên cầu qua sông luôn nè. Nhưng mà cầu đó nhìn y chang cầu Mỹ Thuận luôn ha các bạn. Ê, trời ơi. Tôi giật số 6 mà tôi không giật, tôi đi giật số lùi mấy ông. Nè, số 6 nè. Ui, cầu này cầu gì vậy ta? Tôi chạy gần gần đó, tôi coi cái cầu này cầu gì mà bự dữ vậy. Rồi tên cầu đâu?
luôn à. Ôi dưới này là rất là nhiều cảng biển luôn nha các bạn. Khả năng đây là sông Sài Gòn đấy. Cầu này là cầu gì mà nó bắc qua cái sông Sài Gòn nè. Rất là nhiều cảng luôn. Và một trong những cái cảng khá là nổi tiếng ở đây gọi là cảng cảng Cát Lái. Và mình cũng có thể là xuống cảng Cát Lái đó lấy hàng luôn ấy các bạn. Nhưng mà mình không biết đường nào. Ui, tính ra sông Sài Gòn bự chứ các bạn. Ui, xem clip của tôi nãy giờ mà đã ấn cho tôi xin một like chưa? Nếu mà chưa thì hãy xuống phía dưới cho tôi xin một like nha. À, và đừng quên ấn nút đăng ký nữa các bạn. Cái nút đăng ký màu đỏ đó, ấn vào để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và có một cái chuông kế bên nữa, các bạn hãy ấn vào cái chuông đó để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Còn bây giờ coi clip tiếp thôi. Bự vãi nồi luôn, như gọi là sông cái luôn ấy. Cầu này cầu gì ta, cầu gì mà bự sao mình không biết luôn ấy các bạn. Hồi nào giờ mình biết ở miền Tây là có cầu Mỹ Thuận hay là cầu Cần Thơ, mà trên này có cái cầu bự gì mà tôi không biết luôn nào giờ. Ông nào biết comment dưới cho tôi biết với nha. Nãy giờ tôi đi tôi không gặp cái bảng nào mà nó để đây là cầu gì luôn. Rồi xuống dốc cầu nè các bạn. Cái dốc mà của cái hướng mà bên kia các bạn nó dài phải nồi. À có tên cầu nè, mà tôi chả thấy được cầu gì luôn. Chả đọc được luôn. Khổ thân. Lại vào trạm thu phí nè. Cái gì hoài vậy? À trạm thu phí cầu Phú Mỹ. Như vậy là đây là cái cầu Phú Mỹ các bạn. Gì vậy? Tự nhiên vô đây cái bị phạt nó tốc độ. Đây là cầu Phú Mỹ nha các bạn. Ui, như vậy là lên cầu đó phải trả tiền trạm thu phí nữa các bạn. Không biết luôn ấy. Năm mươi km trên giờ. Ui, vô đây sao chạy chậm dữ người ta. Hình như là cái đoạn này chuẩn bị là xuống cảng Cát Lái luôn ấy. Long Thành Dầu Dây quẹo phải cảng Cát Lái với đường Đồng Văn Cống thì đi đường này. À như vậy nếu mà chiếc xe nào mà kiểu là muốn đi đi Đồng Nai hay là đi Long Thành đồ, hoặc là đi về Đà Lạt các thứ đấy, nói chung là về hướng lên Lâm Đồng rồi các thứ ở Bảo Lộc rồi đấy, thì sẽ đi lên cái đường hướng đó. Còn các bạn nào mà đi cảng Cát Lái chắc quẹo xuống đây quá, chắc quẹo qua đó. Còn bây giờ mình đi thẳng cái đường này thì nó sẽ đưa chúng ta đi tiếp về cái hướng Bình Dương đó, hay là về ga bến xe miền Đông rồi đấy. Ồ, ra đây mù đường nữa các bạn. Đường này chắc khả năng đường Đồng Văn Cống quá, nãy tôi thấy ghi chữ đường Đồng Văn Cống mà tôi không biết đường Đồng Văn Cống là đường nào. Ở đây đúng kiểu như ngoại ô của Sài Gòn các bạn, nó ít nhà không? Ngoài này là như kiểu là còn đắt khá là nhiều luôn nè các bạn. Ồ, này là khả năng chắc quận 9 rồi đó, tại mình nghe bảo là quận 9 là kiểu như ngoại ô quê vùng quê đường vùng quê ở thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Tại nó là như một trong những cái địa phận mà xa nhất của thành phố Hồ Chí Minh đấy. Quận 9 rồi ở Cần Giờ này đâu đó, nghe nó rất là xa luôn, nhưng mà nó là thuộc địa phận của thành phố Hồ Chí Minh đi các bạn. Đoạn này đang sửa đường hay sao vậy? Ôi đường này đường nó bị hư hết các bạn, người ta đang sửa chữa nè. Công nhân đang làm đường lại. Chỗ này có Nam Việt Sài Gòn, chỗ này sửa xe sao các bạn? Đây có bảng đó nè các bạn. Long Thành quẹo phải, xa lộ Hà Nội đi thẳng. Như vậy là để mà lên được cầu vượt của Long Thành Dầu Dây nha các bạn. Các bạn cũng có thể là quẹo phải lên đây luôn nè. Lên chỗ này cũng là lên cao tốc Long Thành Dầu Dây luôn nè. Chỗ này là cái đường xuống từ cao tốc xuống. Còn bây giờ mình chuẩn bị lên xa lộ
sum đồ này nọ đấy các bạn. Đây là liên minh tấn thắng, liên minh tính tính thắng. Chỗ này thì nó cho thuê những cái thùng hàng á các bạn, không biết cho thuê hay là bán thùng hàng nữa, nhưng mà chỗ đó là chuyên về những cái thùng hàng cho những cái xe đầu kéo ấy. Đây là cầu Phú Hữu nha các bạn, khá là đẹp luôn ấy, cầu đẹp nhở. Fan mình nghĩ chắc có nhiều bạn ở thành phố Hồ Chí Minh lắm đấy, tại vì fan mình miền Nam nhiều mà nghĩ ở thành phố Hồ Chí Minh cũng nhiều đấy. Bạn nói thành phố Hồ Chí Minh thì comment ở dưới cho tôi biết nha. Đây, cái đoạn này thì các bạn có thể thấy được cái công ty Samsung nó nằm bên trái đường nè. Đây, cái đường này các bạn thấy cái ngã ba không? Quẹo vào trong đó thì nó dẫn các bạn vào cái kho hàng của Samsung nha. Chỗ đó có nguyên một cái kho chữ hàng để xe đầu kéo này nọ vô lấy hàng này nọ rất là nhiều trong đó. Còn nguyên cái dãy đường này nè các bạn, nhìn bên trái là toàn là cái văn phòng hay là công ty hay là xưởng sản xuất này nọ của bên Samsung nè các bạn. Đó, bên này nữa nè, nó dài thòn lòn luôn. Và các bạn thấy cái dàn xe buýt đậu trước công ty không? À, đó là xe khách, xe buýt, xe chở nhân viên riêng của Samsung luôn nha các bạn. À, để có thể là đưa đón các nhân viên của Samsung luôn ấy. Ồ, làm công ty Samsung sướng dữ hen. Mình sẽ quẹo qua trái nha các bạn, đi lên Lê Văn Kiệt phải không? À, Lê Văn Việt à, xa lộ Hà Nội gì nè. Chỗ này như mình lên cầu vượt đó các bạn, cầu cao. Cho qua cái bức tài ơi. Ê, gặp chiếc xe chở mì hảo hảo nữa nè. À, không phải thanh niên nãy. Đoạn này là mình nhớ không lầm là như cũng đi ngang nhiều những cái trường đại học lắm mấy các bạn. Cái này như phải hưu tết không ta. Đoạn này nhiều trường đại học lắm nè. Rồi có đi ngang cả trường FPT rồi nữa các bạn. Nó nằm khúc nào tôi không biết nữa. Có cầu Việt Nam đó nè. Đó, cái đường gây tàu điện ở phía trên này các bạn thấy chưa. Quẹo trái là về cầu Sài Gòn, Mai Chí Thọ. Quẹo phải là về cầu Đồng Nai, xa lộ Đại Hàng. À, quẹo phải nha. Nhiều đường quá, tôi chưa đi bao giờ, tôi có biết đâu. Giờ chỉ Google dẫn tôi đi đâu, tôi đi đó. Rồi mình sẽ quẹo phải để lên lên cầu vượt các bạn. Ở đây thì nó khi mà mình chạy hết cái đường này các bạn, nó có một cái chỗ để quay đầu lại, nó như là đường cùng như thế. Đây chỗ này nè, quay đầu xe lại. Đường này thì các bạn thấy xe mặc dù nhìn nó nhỏ nhỏ ha, nhưng mà xe đầu kéo quay đầu vẫn được, rất thoải mái luôn. Rồi khi mà quay đầu lại rồi, chúng ta sẽ bắt đầu lên cầu vượt để về Thủ Đức. Các bác tài ơi, cái đoạn này là các bạn thấy là xe hơi, xe lớn thì sẽ chạy ở ngoài lane này nha, còn cái lane ở trong nó làm cái ngăn cách riêng luôn các bạn. Thì cái lane trong này thì sẽ dành cho xe máy nè, lane ở trong này nè đó. Nên là chúng ta tách biệt được những cái chiếc xe máy như là xe hơi chạy ở hai làn đường khác nhau. Chạy nhất là sợ như xe máy nhất luôn các bạn. Nó lách muốn lách đâu, nó muốn quẹo rồi nó quẹo đó các bạn. Quay, ở đây có cái cầu vượt này các bạn. Cầu vượt này là cầu vượt đi bộ nhá.
tức là người ta đi bộ đi muốn qua từ bên lộ bên này qua bên kia ấy, thì phải đi bên trên cây cầu đó. Thì các bạn thấy là cái đường này nó làm đâu đó là khoảng một con lươn ở ngoài này nè, rồi ra đây là một cái con lươn giữa, nó con lươn giữa đó là con lươn bự nhá, con lươn này là con lươn trồng cây rồi đấy. Rồi qua bên kia con lươn nữa thì người ta để qua từ bên lộ bên này mà qua lộ bên kia nó rất là khó đấy, nên người ta bắt buộc phải xây cái cầu vượt như vậy các bạn. Đó, xây cầu vượt qua thì nó quá dễ luôn, nhưng mà xa xa mới có cây cầu. Nó giống như kiểu bên này sông thì muốn qua bên kia sông vậy đó các bạn, phải có cây cầu để qua. Ui, xem clip của tôi nãy giờ mà đã ấn cho tôi xin một like chưa? Nếu mà chưa thì hãy xuống phía dưới cho tôi xin một like nha. À, và đừng quên ấn nút đăng ký nữa các bạn, cái nút đăng ký màu đỏ đó, ấn vào để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và có một cái chuông kế bên nữa, các bạn hãy ấn vào cái chuông đó để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Còn bây giờ coi clip tiếp thôi. Nhưng mà tới đây là tới, hình như là tới nơi rồi nè. Dĩ An thằng ở gì nó tới các bạn ơi, quẹo vô đây đây. Chưa xém đi huốt bà nó rồi. Rồi đường này thì chúng ta về khu công nghiệp Sóng Thần nè, về Dĩ An. Cái gì vậy, ai đang đỏ à? Gõm nọ nó chạy sao cháy mẹ xe rồi. Bốc khói xe ơi kìa, sao dừng lâu vậy ơi. Chết tôi luôn rồi, để tôi lùi lại. Rồi ok. Rồi. Ở phía trước có cây xăng nè các bạn, để mình ghé chắc mình đổ miếng xăng rồi mình đi tiếp các bạn ơi. Ủa, bây giờ chưa vào khu công nghiệp Sóng Thần được các bạn ơi, quẹo trái là vào đấy. Nè khu công nghiệp Sóng Thần nè. Vậy thôi mình ghé cây xăng này để mình uống cà phê xít các bạn, ghé đổ xăng là các thứ đây. Bây giờ chưa vô được, chắc chưa có tới giờ vô hay sao ấy. Ghé cây xăng là có quán cà phê rồi nè, ngon lành canh đào. À dạ, trời ơi. Rồi đậu ở đây, đổ dầu. Ui có chỗ rửa xe nữa các bạn, xịn vãi. Ok, để tôi về số N kéo thắng tay. Tắt máy nè, tắt máy cho các bạn xem. Kéo chìa khóa nè. Đấy. Rồi xuống xe đi các bạn ơi. Ok. Đó thì hiện tại mình đang ở một cái cây xăng nha, cạnh ngay cái cổng để vào khu công nghiệp Sóng Thần luôn nè. Nhưng mà hiện tại vào không được, ở ngay một quán cà phê luôn nè. Ngồi quán cà phê uống nước luôn này. Ok các bạn, như vậy là ngày hôm nay thì mình với các bạn đã cùng nhau trải nghiệm được một cái chuyến hành trình với cái chiếc xe Hino 500, cũng như là trải nghiệm cho các bạn xem được những cái cung đường rất là tuyệt vời ở Sài Gòn hay là gọi là thành phố Hồ Chí Minh đấy. Đó, thì ngoài ra thì mình đã trải nghiệm cho các bạn xem luôn cả một cái chuyến hành trình với cái nhà xe, không phải nhà xe, cái này là một cái hãng vận chuyển hàng khá là nổi tiếng ở Việt Nam, đó là Bưu điện Việt Nam hay gọi là VNBOSS đấy. Đó, cho các bạn xem. Thì tất cả các bạn mod này nếu mà bạn nào muốn trải nghiệm giống mình thì các bạn có thể là dễ dàng mua tại trang web đó là shop.tải.mod.com. Tại đây các bạn có thể là mua được tất cả các bạn mod và ngày hôm nay trải nghiệm bản đồ Việt Nam xe tải, hoặc là các bạn có thể là mua xe khách, hoặc là mua những cái mod add-on, những cái mod mà xe Việt Nam mà chạy chung với mình ngoài đường rồi nè. Đó thì nó cũng là một cái bản mod gọi là xe lưu thông Việt Nam các thứ rồi, nói chung nhiều lắm các bạn. Nên nó mua ủng hộ mình nhá. Còn bây giờ chắc mình kết thúc video ở đây, và bạn nào thấy video của mình hay thì đừng quên là cho mình xin một like cũng như là đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình. Ngoài ra nếu các bạn nào muốn mua nón giống mình thì các bạn hãy truy cập lên cái trang web đó là nguyenquygamer.com. Lên đây thì các bạn có thể là kéo xuống và tìm đến hai cái đường link mua tại Shopee cũng như là TikTok, giá đâu đó khoảng 99.000 phải không? Đó, mua ủng hộ tôi có tiền ngồi uống cà phê nha các bạn. Còn giờ tôi kết thúc video ở đây. Nếu bạn nào muốn trải nghiệm tiếp tục chiếc xe nào nữa, hoặc là trải nghiệm tiếp tục cái đoạn đường nào nữa ở Việt Nam thì các bạn comment phía dưới mình biết, thì mình sẽ làm thêm trong các tập sau các bạn xem. Còn bây giờ tôi kết thúc video ở đây. Chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah.